Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, kể từ mùa lũ ở tỉnh Giang Tây, cường độ và phạm vi rộng nhất đã xảy ra và quá trình mưa lớn với lượng mưa lớn nhất đã cơ bản kết thúc vào sáng ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, lượng mưa lớn đã gây ra nguy hiểm cho hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác và một số khu vực của Giang Tây bị sập nhà. Từ tối ngày 20 tháng 9, một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây. Theo trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Trường Giang và sông Lệ An ở Giang Tây lần lượt trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1998. Và lúc 7 giờ ngày 19 tháng 9, mực nước đỉnh lũ tại trạm Than Kiêu thuộc lưu vực sông Trường Giang ở Giang Tây là 61,11m, cao hơn mức cảnh báo 6,11m. Mực nước tại trạm Du Phen Keng, thành phố Jindezhen là 32,67m, cao hơn mức cảnh báo 4,17m. Mực nước trạm Sinh là 41,78m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,78m và gần đạt đỉnh lũ. Từ chiều 3 ngày trước đó đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, cường độ mưa của 3 quận ở Giang Tây vượt quá 320mm, 16 quận vượt quá 230mm, 43 quận vượt quá 150mm và lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 109mm. Khu vực mưa chủ yếu là ở đường sắt Chiết Giang, Giang Tây và Đông Bắc Giang Tây. Lượng mưa lớn dẫn đến nguy cơ vỡ hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác, nhà sập và lũ lụt ở một số khu vực. 640 hộ gia đình ở khu đô thị Jindezhen bị ngập lụt và các khu vực trũng thấp của khu đô thị như phố cổ Yensan ở quận Qingyupu, thành phố Nan Chang bị ngập. 5 hồ chứa nhỏ ở quận Fuliang, Leping và Yanju đang gặp nguy hiểm. Đối mặt với lượng mưa lớn, tất cả các vùng của Giang Tây đã chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt một cách hiệu quả. Vào tối ngày hôm trước, Jindezhen đã tổ chức chuyển khẩn cấp 6.680 người. Tỉnh Giang Tây đã phải cứu 1.174 người bị mắc kẹt do lũ lụt và nguy cơ của 5 hồ chứa đang gặp nguy hiểm bước đầu đã được kiểm soát. Về thảm họa cụ thể mới, các số liệu thống kê đang được thu thập. Hiện tại, khu vực mưa đã được chuyển ra khỏi Giang Tây. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây từ tối ngày 20 tháng 9. Bộ phận phòng chống lũ lụt các cấp ở Giang Tây tiếp tục sát cánh và nỗ lực giành thắng lợi trong công tác chống lũ lụt. Động đất ở Qinghai, Yushu. Lúc 7 giờ 49 phút ngày 15 tháng 11, một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Yushu, khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải. Dư chấn tiếp tục xảy ra, trận động đất đã gây thương vong với số lượng lớn và làm sập nhà. Tính đến 17 giờ cùng ngày, trận động đất ở Yushu đã khiến 2.220 người thiệt mạng và 70 người mất tích. Đồng thời, hàng chục nghìn người bị thương trong trận động đất. Để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc của nhân dân các dân tộc trong cả nước đối với đồng bào đã hy sinh trong trận động đất Yushu ở Thanh Hải, Quốc vụ viện quyết định tổ chức quốc tang. Quốc hội, đại sứ quán và các lãnh sự quán sẽ bay ở nửa cột buồm và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trận động đất lớn nhất này xảy ra vào lúc 7 giờ 49 phút với tâm chấn nằm ở huyện Yushu, khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Có 3 phiên bản của độ sâu trọng tâm, cụ thể là cách cục khảo sát địa chất 10km, cách cục động đất nhà nước Trung Quốc 33km và cách trường khoa học địa chất và không gian Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc 15km. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng nó là 6,9 độ Richter. Các chuyên gia Nhật Bản cho biết, năng lượng do trận động đất Yushu giải phóng tương đương với trận động đất lớn Hanshin năm 1995. Tất cả các thị trấn của quận đều không có điện. Làng Sihang gần đó, 99% ngôi nhà bị sập. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yushu cho biết 70% các tòa nhà trường học ở địa phương đã bị sập. Tâm chấn chỉ cách thị trấn Jiegu, nơi có thủ phủ của bang, với khoảng 100.000 cư dân là 30km. Trong trận động đất, nhiều cư dân vẫn còn đang mơ màng, hơn 85% các tòa nhà dân dụng xây trên núi bị sập và nhiều người bị vùi lấp. Cảnh sát vũ trang đã lao vào giải cứu, tuy nhiên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị gián đoạn và thiếu lều, thiết bị y tế, thuốc men và nhân viên y tế. Theo Liu Jie, giám đốc phòng dự báo của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, có 18 dư chấn đã xảy ra ở huyện Yushu, Thanh Hải với cường độ 7,1 độ Richter.
và các cơn dư chấn sẽ thường xuyên xảy ra trong thời gian tới. Tính đến 8 giờ ngày hôm sau, mạng lưới của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.206 dư chấn của trận động đất Chushu, trong đó có 12 dư chấn có cường độ từ 3,0 độ Richter trở lên. Lần đầu tiên vào lúc 8 giờ 52 phút cùng ngày, theo báo cáo mới nhất của CCTV Chao Wen Tiaxia, một trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải, thủ phủ của bang Yushu, có 90% số ngôi nhà đã bị sập. Theo ghi nhận, hầu hết người dân địa phương vẫn chưa dậy, thương vong ngày càng nghiêm trọng. Trận động đất ở khu tự trị Tây Tạng Yushu ở tỉnh Thanh Hải đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 8.000 người bị thương. Liên lạc điện thoại cố định ở huyện Yushu bị gián đoạn và các ngôi nhà dân dụng địa phương bị sập nghiêm trọng. Các vết nứt đã xuất hiện trong một hồ chứa ở khu vực động đất và các nhân viên liên quan đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp như xả nước. Trận động đất Yushu ở Thanh Hải có quy mô lớn, người ta nói rằng một số học sinh tiểu học đã bị chôn vùi, 600 cảnh sát vũ trang và binh sĩ đóng tại khu Yushu tham gia chiến dịch giải cứu từ trước. Lần thứ hai vào lúc 9 giờ 25 phút, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter khác đã xảy ra tại huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải với tiêu cự sâu 30 km. Kể từ khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra lúc 7 giờ 49 phút sáng, Yushu đã trải qua 4 đợt dư chấn liên tiếp với cường độ 4,9 độ Richter, 4,3 độ Richter, 3,8 độ Richter và 3,6 độ Richter. Đội cứu hộ động đất Trung Quốc đã túc trực, đang tìm hiểu về tình hình thiên tai tại địa phương và sẵn sàng đến khu vực này bất cứ lúc nào. Gasong Nima, phó giám đốc bộ phận tin tức của đài truyền hình tỉnh Yushu cho biết, ảnh hưởng của trận động đất là rất lớn vì hầu hết các ngôi nhà ở địa phương đều là công trình dân dụng nên khi động đất đến, hầu như tất cả các ngôi nhà đều bị sập. Trận động đất đã gây ra thương vong và số liệu cụ thể vẫn đang được thu thập. Theo Gasong Nima, khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội và đổ sập ngay lập tức. Chính quyền địa phương đang kêu gọi nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau tham gia vào công tác khai quật và cứu hộ. Tất cả cư dân của huyện Yushu đổ xô ra đường và đứng trước những ngôi nhà bị sập của họ. Theo thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc, trước trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vào lúc 7 giờ 49 phút, một số trận động đất mạnh từ 4 độ Richter trở lên đã xảy ra liên tiếp. Trận động đất ở Thanh Hải xảy ra ở 33,2 độ Vĩ Bắc và 92,2 độ Kinh Đông. Nó nằm ở thị trấn núi Tongula, thành phố Gunmuk, tỉnh Haixi, tỉnh Thanh Hải. Công nhân đã đổ xô đến khu vực động đất nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đến các tòa nhà. Yu Mingte, giám đốc sở cảnh sát Tongula thuộc sở công an thành phố Gunmuk, tỉnh Thanh Hải, nói với các phóng viên rằng tâm của trận động đất cách đồn cảnh sát núi Tongula hơn 100 km và không có rung chuyển rõ ràng nào gần sông Chotu. Khi tín hiệu điện thoại di động không khả dụng, Xiao Penghu, phó giám đốc Cục Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Hong Sin, người đang làm nhiệm vụ tại trạm bảo vệ suối Foot Frog trong khu vực động đất, nói với các phóng viên rằng trận động đất không đáng kể. Yao Liwei, phó giám đốc điều hành Ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đường sắt Thanh Hải Tây Tạng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên CCTV rằng Thanh Hải Tây Tạng tuyến đường sắt không bị ảnh hưởng và việc vận chuyển vẫn diễn ra bình thường. Văn phòng tỉnh Thanh Hải đã rơi vào trạng thái chờ bất cứ lúc nào. Và lúc 8 giờ 30 phút, Yang Xin, phó giám đốc Cục Khí tượng tỉnh Thanh Hải đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các bộ phận liên quan để sắp xếp cho công tác cứu hộ, động đất và dịch vụ khí tượng ở huyện Yushu, quận tự trị Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải. Cục Khí tượng tỉnh ngay lập tức cử một đội cứu hộ đến khu vực bị động đất do phó giám đốc Yang Gongsheng đứng đầu, đồng thời chuẩn bị lều, máy phát điện, trạm thời tiết di động khẩn cấp, thiết bị liên lạc di động, thuốc men, thực phẩm và các vật liệu khác để thực hiện công tác cứu hộ. Bộ phận khí tượng thuộc Đài quan sát khí tượng tỉnh Thanh Hải dự đoán tỉnh Yushu sẽ có nắng hoặc nhiều mây trong 3 ngày tới. Nhiệt độ ngày 20 tháng 9 sẽ là 3-12 độ C, nhiệt độ ngày 21 tháng 9 sẽ là 4-15 độ C và -1-16 độ C tương ứng. Vào ngày tiếp theo, có mưa rào ở Yushu County, Nankian County và Chengdu County và trời nắng hoặc có mây. Vì nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm, vui lòng giữ ấm khi trú ẩn ngoài trời. Theo thông tin mới nhất trên trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, tính đến 11 giờ 30 phút sáng, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Yushu, Thanh Hải đã khiến 67 người thiệt mạng. Sau trận động đất Yushu ở Thanh Hải, 80% ngôi nhà ở trường tiểu học số 3 huyện Yushu, nơi có hơn 3.000 học sinh bị sập, hàng chục giáo viên dùng tay không đào đống đổ nát để giải cứu. Tính đến 21 giờ, tổng số 61 em đã được đào lên từ đống đổ nát, trong đó có 34 em đã chết. Theo ước tính sơ bộ của hiệu trưởng Nima Jiankai,
toàn bộ 18 phòng học nhà gỗ bị sập và hơn 200 học sinh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sau khi trận động đất xảy ra, phóng viên đã ngay lập tức gọi cho Nima Jangkai, hiệu trưởng trường tiểu học Jusu số 3 và hiệu phó Wen Ming, nhưng họ không thể qua được. Buổi trưa, phóng viên gọi điện cho Wen Ming, tín hiệu điện thoại rất yếu và giọng của Wen Ming hơi khàn. Một vài học sinh đã đi hết và rất nhiều học sinh bị thương. Wen Ming cho biết 18 phòng học kiểu nhà gỗ của trường đều bị sập, chiếm gần 80% số phòng học. Hai dãy nhà dạy học của trường không bị sập nhưng đã xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng. Trường học bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, không có lớp học vào thời điểm trận động đất xảy ra, nhưng một số học sinh đã tự học trong lớp, một số em học trong các phòng học hoặc gần góc khuôn viên của những ngôi nhà gỗ gần vách tường bị sập. Đến khoảng 14 giờ, hiệu phó Wen Ming vẫn đang cùng giáo viên khác tìm kiếm các học sinh khác trên đống đổ nát của ngôi nhà gỗ bị sập. Đến thời điểm này, nhà trường xác nhận có 25 học sinh tử vong. Ông cho biết sau trận động đất, phụ huynh học sinh đổ xô đến trường đón con. Ngay sau đó, hầu hết những đứa trẻ đã được đưa đi, nhưng một số vẫn chưa được tìm thấy. Các thầy cô giáo và phụ huynh đang nỗ lực tìm kiếm thì những tàn tích của ngôi trường bị sập gần như đã bị lật tẩy. Trong trận động đất, một giáo viên của trường tiểu học Sangwan đã bị đè chết bên lề đường và một số giáo viên khác bị gãy chân. Theo phó hiệu trưởng Wen Ming, một số người thân của giáo viên gặp nạn nhưng các cô giáo đã giải cứu học sinh càng sớm càng tốt. Bản thân ông cũng không có thời gian để về nhà xem xét. Lúc 20 giờ, phóng viên đã gọi điện cho Nima Jangkai, hiệu trưởng trường tiểu học số 3. Nima Jangkai nói với giọng gần như khóc, hơn 30 trẻ em đã chết và trời đang tối dần. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Vào khoảng 21 giờ, hiệu trưởng Nima Jangkai đã rời khỏi hiện trường cứu hộ của trường, liên hệ với các bộ phận liên quan để tiếp tục cứu trường. Hôm nay, chúng tôi đã đào được tổng cộng 61 học sinh từ đống đổ nát, 34 học sinh đã chết tại chỗ. Còn 27 em vẫn ở trên sân chơi của trường. Nima Jangkai nói, những đứa trẻ bị thương đó hiện không được điều trị y tế nào cả. Nhiều đứa trẻ đang ôm nhau trên sân chơi, những đứa trẻ bị thương đó cũng đang chết cóng trên sân chơi. Tôi phải tìm một cái lều cho chúng để che gió và mưa. Nima Jangkai cho biết họ không có nguồn lửa, khi trời lạnh họ chỉ có thể ôm các con vào nhau để giữ ấm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!